Chào mừng các bạn đã đến với bản tin khóa tu mùa hè Chùa Hoàng Pháp 2016 ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay một ngày tu tập hạnh phúc bình an bên nhau đã trôi qua và ngay bây giờ Liên Thảo sẽ được phổ biến một vài tin tức đáng chú ý sau đây. Buổi sinh hoạt tu tập của Đại Đức Thích Tâm Đạo, Phó Ban tổ chức khóa tu mùa hè với các bạn khóa sinh trẻ. Thời pháp thoại và vấn đáp xoay quanh chủ đề Phật giáo tuổi trẻ và hội nhập của giảng sư Thích Nhật Từ. Cùng một số tin tức liên quan khác, bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin. Sáng nay, các bạn khóa sinh ở các khu giảng đường vinh dự lắng nghe những lời chia sẻ gần gũi, chất phát và chân tình của Đại Đức Thích Tâm Đạo, Phó Ban tổ chức khóa tu mùa hè về một số vấn đề tu học xoay quanh khóa tu. Một người đã biết về Phật Pháp sẽ dùng Phật Pháp mà chuyển hóa được những cái sự nỗi khổ niềm đau và đưa chúng ta thoát lên được những bế tắc. Đó là Phật Pháp. Theo đó, Thầy cũng giảng giải cho các bạn những khái niệm cơ bản về năm giới, những nguyên tắc đạo đức cần thiết để làm người tốt trong hiện tại và tương lai. Dịp này, Thầy cũng ân cần bày tỏ lòng tri ân của mình đến các bộ phận, phòng an trong chùa đã nhiệt tâm, nhiệt tình hỗ trợ cho khóa tu. Con cái nhiệm vụ này thì cũng không ai phân công, con tự giác đâu. Thấy các bạn bỏ giấy mà nó không có được gọn gàng á, cái con tự giấy con sáp lên. Còn bố có một phần nó đông người có mày đây, cái con tự giác con làm lên để kỹ cho nó gọn, để cho các em xuống là có giấy mang liền vào cho nó được sạch sẽ gọn gàng cái chùa của mình á. Nó có cái nền nếp. Ta biết, để tổ chức thành công khóa tu cho hàng ngàn bạn trẻ, đòi hỏi chất lượng phục vụ tốt và thái độ hợp tác làm việc nhiệt tình giữa các khâu, các ngành. Đội bảo vệ khóa tu mà các thành viên tham gia đa phần là các bạn, sinh viên, cũng sẵn sàng và tích cực làm việc. Mình thấy công việc của bảo vệ rất là nghiêm khắc, quy củ và mọi thứ đều phải làm gương cho mọi người noi theo. Vậy nên mình cảm thấy là làm công việc này nó giúp mình có thể thay đổi con người của bản thân tốt hơn. A Di Đà Phật thì con từ ngoài Bắc xa xôi vào đây được gặp tất cả các anh em từ mọi miền cùng chung một đội bảo vệ. Thì trước đã được quý thầy, mọi người, anh quan tâm thì mình cũng muốn là giúp một phần công sức nhỏ góp phần bảo vệ chùa, và đặc biệt là với khóa tu thì mình, anh em bảo vệ cũng muốn giúp cho chùa và các bạn trẻ tu tập được tốt hơn. A Di Đà Phật, ban đầu con đến chùa thì
với tâm nguyện là được tham gia khóa tu, nhưng mà vì thấy số lượng các bạn đã quá đông và con cũng có nhân viên được làm công quả trong đội bảo vệ cũng được một khoảng thời gian, nên con lần này phát tâm làm trong đội bảo vệ tiếp để có thể phụ giúp được cho tất cả các bạn. Và trong suốt quá trình làm việc thì con thấy đội bảo vệ cũng rất là cực khổ, như là phải thức khuya dậy sớm để giữ gìn trật tự cho và an toàn cho các bạn, để có thể các bạn có thể an tâm để tham gia khóa tu. Khóa tu mùa hè là một khóa tu rất bổ ích do chùa Hoằng Pháp tổ chức cho các bạn sinh viên thì được nằm trong đội bảo vệ của chùa để phục vụ công tác an ninh cho các bạn, để các bạn có một khóa tu an toàn nhất và để các bạn tĩnh tâm tu tập. Các bạn đã biết chùa Hoằng Pháp là một ngôi chùa nổi tiếng với giới luật trang nghiêm. Các bạn phải có một phước báo rất lớn mới được đến chùa Hoằng Pháp, được tu học ở chùa Hoằng Pháp. Và đương nhiên là đội bảo vệ cũng muốn giúp cho các bạn có được một sự an toàn, một buổi tối yên tĩnh nghỉ ngơi, cũng như là một giới luật trang nghiêm để các bạn có thể tu học tốt. Như san sẻ một chút yêu thương đến các bạn khóa sinh trong khóa tu mùa hè lần này, đội ngũ y bác sĩ cũng có mặt thường xuyên để chăm sóc sức khỏe cho các bạn. Họ đến với khóa tu trong tinh thần dấn thân và thiện nguyện. Chúng con, những y bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, y tá đến giúp cho khóa tu mùa hè, cốt yếu là giúp cho các em có cái sức khỏe trong thời gian tu học ở đây. Và chính cái có cái sức khỏe vui tu học và qua cái hiểu biết kiến thức về Phật Pháp do các thầy hướng dẫn đó, sẽ chuyển hóa cho các em. Các em sẽ hiểu về Phật Pháp nhiều và giúp đời sau này đắc lực hơn với công sức các em sẽ bỏ ra sau này. Thì thứ nhất ở đây là hôm nay thì mình ghé lại lên chùa để làm cái công việc này, là tại vì thứ nhất mình cũng là một dược sĩ, thì về mặt chuyên môn thì mình thấy mình cũng có một cái gì đó là muốn tham gia vào trong xã hội để đóng góp vào cái công việc của xã hội. Cái thứ hai, mình cũng là một Phật tử, thì hôm nay là có một cái khóa tu mùa hè của các em tập học vào, cho nên là mình cũng muốn rất là để hỗ trợ chăm lo về sức khỏe của các em trong các quá trình các em học tập ở đây. Thì thưa thầy, thì tuy là công việc của tụi con nó bận rộn suốt tuần, dự từ thứ hai tới thứ bảy, nhưng mà con nghĩ thì cuối tuần con vô đây cũng như các bác sĩ ở đây, thì thứ nhất là khám bệnh cho các em, thì mình không có trực tiếp đi tu nhưng mà mình sẽ góp phần đó giữ cái sức khỏe cho mấy em. Ví dụ như mấy em bị cảm cúm đau họng hoặc là cấp cứu thì có những em bị chấn thương hay gì đó, thì tạo sức khỏe tốt để mấy em tu tập tốt hơn. Và thì cái bên cạnh đó thì ngoài cái sức khỏe của mấy em thì con cũng muốn một phần để chăm sóc sức khỏe cho mấy thầy. Nói về việc đi khám từ thiện này thì em nghĩ đó là một cái nhân duyên. Khi mà em đi làm thì được một bác sĩ dẫn dắt vào đoàn khám bệnh ở Cần Thơ. Còn cảm giác, cảm nghĩ của em mà khi được khám thuốc, phát thuốc cho mà bà con mình hoặc là những bạn Phật tử ở đây, thì em rất là vui khi mà được góp một công sức mình trong quá trình học hợp của mình để phục vụ cho bà con. Buổi chiều, các bạn khóa sinh đã lắng nghe thời pháp thoại và vấn đáp Phật giáo tuổi trẻ và hội nhập của giảng sư Thích Nhật Từ. Có khá nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa từ pháp thoại, trong đó thầy nhấn mạnh các bạn nên biết tôn trọng và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là văn hóa Phật giáo. Dù tiếp thu các luồng văn hóa mới du nhập, nhưng không vì thế mà đánh mất bản sắc văn hóa của chúng ta. Theo con nghĩ thì khi chúng ta tiếp nhận những thông tin đó và xem những bộ phim hay là những phong cách ở bên nước ngoài, thì chúng ta chỉ cần học hỏi và lấy cái đó làm kinh nghiệm sống thì chứ mình không nên là bỏ đi cái phong tục của Việt Nam hay là quên đi cái cách sống của Việt Nam mà đem cái cách sống của phương Tây nước ngoài và áp dụng cho chính đời sống lớp trẻ của hiện nay, thì cái đó thì sẽ làm mất đi cái bản sắc của dân tộc Việt Nam. Con nghĩ là cái vấn đề du nhập thì ngày nay rất là nhiều, nhưng mà cũng một số gia đình vẫn giữ nguyên cái truyền thống là hướng về đạo Phật, vẫn sống giản dị, ăn mặc rất là giản dị. Hôm nay qua bài giảng của Thượng Tọa, mình học được rất là nhiều điều. Qua bài giảng đó, chúng ta cần phải biết lắng nghe và học tập những văn hóa và truyền thống của nước bạn. Nhưng chúng ta phải biết chọn lọc ra những cái gì tốt đẹp và hay nhất để chúng ta có thể tiếp thu, hòa nhập, chứ không có nghĩa là hòa tan. Trong thời đại hiện nay thì cái sự hội nhập mình có thể
chắc chắn mình phải tiếp thu những nền văn hóa của nước khác, và điều đó là điều bắt buộc hoặc sống và sống còn của dân tộc cũng như là cả đất nước ta. Nhưng mà văn hóa cũng là một mạng sống của đất nước, nếu mất văn hóa là dân tộc không còn nữa. Vì thế mà ngoài việc tiếp thu thì chúng ta phải giữ lại những cái gì quý báu nhất của văn hóa dân tộc. Bây giờ là rất nhiều sự hội nhập của các nước trên thế giới xâm nhập vào Việt Nam, bởi vậy mình phải giữ gìn một cái gì đó mà khi nhắc đến Việt Nam là mình mà bạn bè trên thế giới sẽ nhận thấy là Việt Nam là một đất nước là có một cái gì đó nó đặc biệt. Theo con thì mỗi nước có một nền văn hóa và có một bản sắc dân tộc riêng, thì chúng ta nên hòa nhập và du nhập các nền văn hóa khác để mà mình dễ dàng mà có hòa nhập với thế giới hơn. Nhưng chúng ta phải có một cái điểm riêng, không hòa nhập nhưng mà không dễ bị hòa tan. Các bạn thân mến, đó là một vài thông tin ngắn gọn về khóa tu mùa hè diễn ra trong mấy ngày qua mà chúng tôi đã kịp thời ghi nhận và cung cấp nhanh nhất đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin kế tiếp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.